người ta cứ ngâm như này á, là em kia ngâm không là cũng tốn điện à. Và một số anh em nói là cái máy độc ngâm không mà nóng cái dây luôn ấy, nóng cái dây điện luôn, chính là vì gì ạ? Là nó đang mang tải ở đây đấy. Nhưng mà cái điều bí mật đó, với con máy như này, làm thế nào đấy để khi nào mà sử dụng nó mới đóng vào á, thì có giải pháp anh em nhé. Hello anh em nhá. Hôm nay mình sẽ làm một cái video để giải thích cái câu hỏi là nên sử dụng máy hàn mà là loại cơ, nồi đồng cối đá, hay là sử dụng con máy hàn điện tử nhá. Đấy. Mình đã chuẩn bị một con máy pha hàn một con máy hàn cơ 300A và một con máy hàn 250, dòng 250 đến một thương hiệu. Đấy. Nó chạy là điện tử. Thì đầu tiên chúng ta sẽ thấy là máy cơ và máy điện tử nó khác nhau về cái gì ấy? Thì nó sẽ có một số cái đặc điểm như sau. Cái thứ nhất, máy cơ chúng ta nhìn thấy là nó quá là khủng khiếp luôn, đúng không? Với cái thân hình là mập mạp như này, nó có cái trọng lượng lên đến 75kg anh em nhá. Quá là mố luôn. Để mà vác một con này luôn á thì hơi bị phê ạ. Riêng mình là không thể vác được. Đấy, phải có hai anh em thôi. Có anh em nào vác được con máy hàn 75kg thì comment cho mình một cái nhá. 75 cân, toàn bộ bằng vỏ bằng kim loại. Sắt rất là dày luôn, sắt dày chắc phải 2 ly. Cộng với lại cái hệ thống cục biến áp ở bên trong nó rất là to, khủng khiếp như thế. Nên là nó rất là to, chính vì thế mà nó được trang bị 4 cái bánh xe nhá. Về ngoại hình này, kích cỡ này, đấy ngoại hình đây, bánh xe này. Rất là to, cái gì nó cũng to luôn, đấy. Công tắc nó cũng to, thậm chí nó phải làm cái móc cẩu để cho chúng ta cẩu máy luôn. Đấy, đấy là thứ nhất về ngoại hình nhá. Cái thứ hai nữa là cái chiếc áp chỉnh tay quay này chúng ta thấy này. Tay quay đúng không? Anh em nhìn thấy nó cơ bắp không? Đấy, cái này phải tập tạ thì nó mới quay được nha anh em nhá. Đấy. Rất là to luôn. Còn cái loại này đấy thì cái nút chỉnh này nó chỉ thế này thôi. Nhẹ hều luôn. Đấy, đấy là về ngoại hình kích thước. Con này nó có trọng lượng rơi vào tầm khoảng hơn 2 kg, 3 kg đấy anh em ạ. 3 kg thôi. Còn em này á thì nó nặng lên là 70 mấy kg. Con này thì một chắc là mình xách chắc phải vài con được anh em ạ. 30 kg hay 10 con nữa. Chắc vác được 10 con luôn. Đấy. Thì về kích thước nó như này nhá. Cái thứ hai về công nghệ nhá. Con mà chạy bằng cơ này là nó chạy điện là 220 hoặc là 200V ở điện 3 pha. Thế thì nếu mà chạy với lại cái công suất như thế thì ta thấy là nó sẽ là sử dụng cái tần số là 50 hoặc 60Hz. Có hai tiêu chuẩn là 50 hoặc 60Hz nhá. Còn loại này nó chạy lên hàng kilohertz luôn, vài kilohertz luôn. Tần số rất là cao luôn. Chính vì tần số cao nên là có thước nhỏ gọn nhá. Loại này quấn bằng dây đồng biến áp rất là to, còn loại này thì nó sử dụng là nó cũng là dây đồng quấn quanh một cái loại phe. Thì mình có những cái video chia sẻ với bên trong ruột gan con này. Mình có một cái video là bên trong ruột cái con máy Super 250 này nó có cái gì bên trong nhá. Nó cũng là biến áp vậy nhưng mà to một cái này thôi này. Còn loại này á thì to như thế này luôn. Đấy. Đấy là cái sự khác nhau. Tại sao mà con máy mà chạy 50Hz ấy nó có cái công suất, nó có cái trọng lượng lớn như thế? Tại vì do liên quan đến hiệu suất ấy. Liên quan đến hiệu suất nó chính là cái gì ạ? Nó chính là cái phần gọi là tần số. Tần số thì nó liên quan đến cái dòng điện và cái công suất. Nếu anh em nào mà trong nghề điện tử hoặc là chúng ta có chút ít cái kiến thức về điện về điện ấy, chúng ta thấy là cái loop con dây ấy, cái tần số rất là quan trọng, nó sẽ liên quan đến hiệu suất. Tần số càng cao á thì nó sẽ liên quan đến cái cảm kháng của nó. Đấy. Chính vì thế cái con mà tần số thấp thì nó có cái trọng lượng rất là to, biến áp bằng sắt. Loại này thì nó cũng phải có cần quạt gió, nó cũng phải cần giải nhiệt. Đấy. Và cái con cơ này nó phát ra điện xoay chiều em nhé. Nó phát ra điện xoay chiều AC, điện AC. Còn có loại mà inverter kia ấy, thì nó phát ra điện một chiều ở DC. Điện áp thì con này nó rơi vào tầm khoảng 80V. Chúng ta thấy là điện áp ở đây 80V, con kia cũng rơi vào tầm khoảng 70-80V. Nhưng mà điện một chiều. Đấy. Điện một chiều thì nó sẽ cho mình được là cái khi mà anh em chạy ấy, trong cái mối hàn ấy thì ta thấy là cái điện một chiều ấy thì nó cho cái mối hàn nó mịn hơn, nó mịn hơn, nó không có nổ lục bụp. Và do cái đặc tính của cái điện ấy nó sẽ chạy liên tục, còn cái điện xoay chiều nó đổi cực ấy. Nên là cái mối hàn chúng ta cảm giác hàn ấy, thì là nó hơi gọi là nó lụp bụp mà nó không được mịn cái mối hàn đó. Rồi, thế thì bây giờ đấy về ngoại hình và cái nguyên lý của nó nhá. Về điện 380 hoặc 220 thì không quan trọng, cái này do tùy thiết kế thôi. Thì hôm nay và ngoài cái ngoại hình ra thì đặc điểm nó sẽ như nào về cái mức tiêu thụ điện này và cái độ ổn định làm việc lâu hay là ngắn nhá. Với lại cái con máy như này á thì thường ấy là anh em sử dụng mà đi công trường công trình hoặc là chúng ta sử dụng ở trong những cái vấn đề linh hoạt ấy,
thì chúng ta mang con này đi thì nó quá là gọn nhẹ đúng không? Chúng ta đưa để phía trước của xe Honda, xe máy ấy, là chúng ta có thể mang con này đi, một cái giỏ xách được. Còn em này ấy, thì chúng ta vác hoặc chúng ta mang lên công trình thì nó quá là nặng luôn. Phải hai anh em thì đưa lên xe mà chở một con máy hàn thì không chở được cái gì nữa rồi. Đấy, quá là nặng như này luôn. Nên là nếu mà đi công trình ấy, thì mình nên là sử dụng cái con này thì mình thấy là nó phù hợp. Còn anh em để cố định ở nhà xưởng ấy, thì chúng ta có thể để con máy này không có di chuyển đi, hoặc là di chuyển trong không gian phù hợp thôi, nhỏ thôi thì chúng ta mang đi rất là nhiều. Đấy, về kích thước và trọng lực liên quan đến cái việc chúng ta di chuyển hoặc là cái mục đích sử dụng chúng ta. Rồi bây giờ thì một vấn đề nữa là liên quan đến cái việc là độ bền của máy nhá. Độ bền của máy thì với những cái con máy như thế này á, thì nó chả có cái gì để hư ngoài cái cuộn dây thôi. Đấy, nên là cái loại này thông thường ấy thì nó là gọi là hàng nồi đồng cuối đá và chạy nó có cái độ bền cao hơn. À, độ bền cao hơn nhá. Nó rất là trâu bò luôn, rất là trâu bò luôn. Đấy, còn cái loại này thì sao ạ? Loại này phần lớn sử dụng các linh kiện điện tử bán dẫn. Chính vì thế mà nó cần phải cái độ ổn định là một này. Thứ hai là môi trường này, cái thứ ba là độ ẩm này. Thì nó có rất nhiều cái yếu tố để quyết định cái sự hoạt động ổn định của con này. Tuy nhiên thì nó rất nhiều cái tính năng được bảo vệ, quá áp quá dòng, mọi thứ ở trong này đều có hoạt động được. Và đặc biệt cái loại này thì nó sẽ cái giải điện áp đấy, để nó hoạt động ấy thì nó sẽ ổn định, tức là cái giải hoạt động của nó sẽ dài rộng hơn cái con này. Ví dụ như con này chỉ xuống khoảng 220 mà nó xuống khoảng 170, 180 thì chúng ta thấy là cái dòng hàn nó sẽ thay đổi một cách là thấy rõ ràng hơn. Còn loại này tin áp thay đổi một chút xíu thì nó sẽ vận hành nó vẫn sẽ được thay đổi không có nhiều, tại vì nó là cái dòng máy cao tần và nó là cái dòng nó có thể thay đổi được cái công suất, nó tự thay đổi công suất được tùy thuộc vào chúng ta set cho nó. Đấy, nó là nguồn xung mà. Rồi, nên là chúng ta sẽ sử dụng với những cái điện mà không ổn định hoặc là điện thấp hơn một chút ấy, thì mình sử dụng con này là ok hơn. Rồi, thế thì còn một cái vấn đề nữa đó là con nào tốn điện hơn. Theo anh em thì con nào tốn điện hơn. Đấy, đến cái này thì em dừng lại một tí, bình luận cho mình một câu xem là con nào sẽ tốn điện hơn theo anh em. Đó, thế thì chút xíu nữa thì mình sẽ có một cái video, ngay cái video này luôn là mình sẽ test xem con nào tốn điện hơn nhá. Và con nào nó sinh ra cốt phi nhiều hơn. Cốt phi là một cái công suất biểu kiến ấy, nó là cái sự lệch pha giữa điện áp và dòng điện. Thì cái chỉ số này trong ngành điện ấy, họ là một cái chỉ số rất là quan trọng. Đấy, thì cái nào nó sẽ ok hơn. Thì cái thằng này thì nó là inverter này, gần như là cốt phi này không có này. Còn loại này thì cốt phi là khá là nhiều luôn. Nên là con này về các cái đặc điểm về điện này, cái sự hoạt động về điện này, gọn nhẹ này thì nó sẽ có ưu thế hơn. Còn độ bền thì con này nó sẽ có cái độ bền hơn, sửa chữa cũng dễ hơn. Con này thì đương nhiên thì phải thợ điện tử mới sửa được thôi. Mình thì mình có khả năng sửa được cái thiết bị như thế này. Và sẽ có rất nhiều cái video mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách để chúng ta sẽ sửa chữa cũng như là bảo dưỡng như con này nhá. Một cái điều cực kỳ chú ý là con này á, nhìn thế này thôi, tuy nhiên là chúng ta cần phải bảo trì bảo dưỡng nó nhá anh em nhá. Tại vì chúng ta thấy là hoạt động trong các cái môi trường khắc nghiệt giống như xưởng của mình, rất là nhiều bụi luôn. Thế thì quạt hút nó sẽ hút gió vào bên trong, kèm theo bụi mà nó bám vào đấy, và nó sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình giải nhiệt của máy. Chính vì thế mà chúng ta sẽ cần phải bảo dưỡng nó nhá. Ok, thì bây giờ cái quạt gió bảo dưỡng nó ở đâu thì anh em sang đây mình sẽ chia sẻ cho anh em cái chỗ mà nó sẽ có cái quạt giải nhiệt. Em này thông thường đi thì nó sẽ có quạt giải nhiệt ở phía sau. Ở đây quay gì ra. Nó phía sau này anh em nhá, nó có cái lam tản nhiệt này. Cái quạt nằm bên trong anh em ạ. Quạt nằm bên trong, có một số dòng máy thì nó sẽ hiển thị ra lộ ra ngoài, nhưng mà cái quạt giải nhiệt của nó nằm ở phía bên sau này. Đây là cái phần quạt giải nhiệt nhá. Rồi, con em này thì đâu ạ? Đây là quạt giải nhiệt đấy, con này nó sẽ hoạt động có cái quạt giải nhiệt nó nhỏ hơn chút xíu. Đấy, nó nhỏ hơn và nằm ở vị trí này. Cái phần này cực kỳ là quan trọng, nếu mà chúng ta dính cái gì vậy, nó kẹt vào đây thì nó kẹt cái quạt này là cái máy ngay lập tức nó sẽ nóng và nó sẽ báo lỗi nhá. Với dòng này nó sẽ báo lỗi. Còn trường hợp mà lỗi lâu quá mà chúng ta cố tình ra hàn ấy, nhiệt độ nó tăng cao thì có thể nó lại ảnh hưởng đến cái phần công suất của máy, có thể làm hư hỏng máy nhá. Dòng này cũng không ngoại lệ, nếu mà nhiệt độ cao quá thì nó cũng ảnh hưởng đến cái vấn đề là hoạt động của máy. Đấy, thường con này thì nó hở dưới hông luôn. Đấy. Và những cái khe gió này chúng ta chú ý này, là chúng ta có thấy rất nhiều bụi nó bám vào đây. Thế những cái khe gió này ấy, là khi lâu ngày nó bịt vô ấy, hoặc là có cái túi ni lông hoặc cái gì nó không may nó bịt vô thì nó sẽ ảnh hưởng. Đấy. Rồi, về cái phần thiết kế dây điện thì chúng ta thấy là cái con này dây nó nhỏ xíu luôn. Hai một cái dây này nó vừa ruột và vừa dây đồng và vần vỏ ấy, thì nó chỉ bằng một cái dây bên này thôi. Đấy, chúng ta nhìn vào đây chúng ta biết là cái con nào nó sử dụng cái điện nhiều hơn. Tuy nhiên thì nó cũng liên quan đến cái dòng hàn nhá. Tuy nhiên nó liên quan đến cả cái dòng hàn nữa. Thế thì bây giờ mình sẽ test cho luôn cho anh em ở chế độ chạy có tải và chế độ không tải thì nó công suất là như nào nhá. Ok, bây giờ mình sẽ nhìn vào cái đồng hồ đây. Hôm nay mình sẽ gắn cho anh em hai cái đồng hồ để chúng ta có thể quan sát được cái điện áp và cái dòng điện của nó.
Đầu tiên đây là con đồng hồ này được gắn qua với cái CB bên này của máy to này. Đấy, mình đang gắn ở bên ngoài. À, gắn ở bên ngoài nhá. Còn con này thì mình gắn qua cái phích cắm ở đây. À, cái đồng hồ này gắn sẵn ở đây qua công tắc này. Đấy. Ồ, vừa hôm trước làm cái video đây anh em có bình luận rất là nhiều. Nếu anh em nào mà chưa xem về cái ổ cắm công tắc này thì kéo video trước nhé. Có rất nhiều cái thông tin để mà chia sẻ về cái ổ cắm này. Đấy, ví dụ cái công tắc này có đủ tải hay không này, rất nhiều thứ ở đây. À, hôm nay mình sẽ test có máy hàn này cho anh em xem nhá. Rồi. À, nó thực sự là trong cái chỗ này nó hơi bị tải, nó hơi nặng một tí nhưng mà nó vẫn khả năng chịu được, mình thử trong thời gian ngắn thôi. Còn cái này mình vừa mới lắp xong này, mới keng này. Đấy, vừa mới lắp vào đây để thử cho anh em. À, tiện ở đây thì mình chia sẻ anh em luôn á, hai cái thông số này 50Hz đây là cái thông số ảo anh em nhé, nó là mặc định luôn, cứ bật lên là hiển thị 50Hz cả, mình cũng mới phát hiện ra thôi. Đấy, hình như nó không nhìn được. Rồi tắt cái đèn flash ấm zoom vào đây, ra là tắt cái đèn này thì nó sẽ dễ nhìn hơn. Rồi cái công suất ở đây ấy, thì mình sẽ lấy có hai cái công suất là cái dòng điện này, cái dòng điện này 0.8 này, 0.8, 0.08A, à, nó chính là nó đo luôn cả cái nguồn cung cấp cho cái phần này. Bây giờ mình sẽ bật từng con một xem ở chế độ không tải nhá. Chế độ không tải là cái chế độ gì ạ? Chế độ không tải là cái chế độ hoạt động mà chưa có hàn. Thế đầu tiên mình bật cái con đầu tiên lên này, con nồi đồng cối đá cho anh em xem này. Rồi, bật công tắc phía trước luôn này. Rồi. Anh em thấy là nó lên bao nhiêu ạ? 32A. Thế thì bây giờ mình thấy là con này 32A nó báo là 759W, thực tế là 32A thì con này nó sẽ có cái công suất là khoảng mấy ký cơ. Có thể là mình lắp ở đây nó đang cái hệ thống này đo đếm thì nó không được chính xác lắm. Thì là 32A. Nếu mà tối thiểu như công suất mình nói ở đây là lên hai mấy A thì nó liên quan đến khoảng 5 ký rồi anh em ạ. 5 ký chứ lại không tải nhá. Nhưng mà đây thì hiển thị có 3 chấm mấy ký và cái cốt của nó thì nó hiển thị là 0.9. Cái đồng hồ này thì nó không được chính xác lắm. Nhưng mình sử dụng hai cái đồng hồ cùng hệ với nhau để xem so sánh nhá. Đấy, chính xác hay không thì mình sẽ xem thấy rõ ràng luôn. Bây giờ mình bật cái con bên cạnh lên luôn. Thế con này chúng ta thấy là hiển thị lên chạy ở chế độ không tải này, nó chỉ có 0.36A thôi. Các cái hệ số đo lường mình sẽ đo trên cùng một giá trị, nên là chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có thể là nó sẽ so sánh thì nó sẽ tương đương với nhau. Rõ ràng là em kia nó cực kỳ tiết kiệm năng lượng đúng không ạ? Rẻ thì cái con này nó ăn phải hết 5 ký rồi nữa, theo số 32A này nó gần đến khoảng 8 ký rồi anh em ạ, 7-8 ký rồi. Chạy không tải nha anh em nhá, chạy không tải luôn là đã lên cái mức độ như này rồi. Tất cả nó thể hiện bằng con số đó. Đấy, đây là cho em thấy con số nha. Và cái cốt của nó là 0.09. Cái cốt này thì nó không được cái cốt này không biết là mình cũng chưa có cái thiết bị để mình kiểm tra xem cái cốt này nó có đúng hay là sai. Nhưng mà nếu mà cốt phi mà 0.09 thì là cái giá trị cốt phi này nó quá là nhỏ luôn. Đấy. Càng về 1 tiến về 1 thì cái hệ số công suất nó càng tốt nhá. Đấy, thì bây giờ nó hiển thị là ở trên đây là 750W. Đấy. Nhưng thực tế nếu mà theo cái dòng này với cái dòng tải thuần ấy, thì là mình sẽ có được là nó lên đến tận khoảng 7-8 khí cơ. Còn em kia nó chỉ có 32W này. Đấy. Nên là loại inverter là tại sao mà mọi người nói là tiết kiệm điện ấy, thì tại vì nó như thế nhá. Nó không còn cốt phi và nó hoạt động ở chế độ chạy standby. Tức là cái dòng điện nó sẽ điều chỉnh cái dòng điện khi mà chúng ta sử dụng. Đấy, dòng inverter người ta luôn luôn nói là nó tiết kiệm nhiên liệu, thì một số anh em thì cũng chưa biết là tiết kiệm nhiên liệu là như thế nào và cái con số nó là bao nhiêu, thì hôm nay đã cho anh em thấy rồi. Nên là chúng ta sử dụng mà chúng ta cứ ngâm như này á, là em kia ngâm không là cũng tốn điện à. Và một số anh em nói là cái máy độc ngâm không mà nóng cái dây luôn á, nóng cái dây điện luôn, chính là vì gì ạ? Là nó đang mang tải ở đây. Đấy. Nhưng mà cái điều bí mật đấy, với con máy như này làm thế nào đấy để khi nào mà sử dụng nó mới đóng vào á, thì có giải pháp anh em nhé. Chỉ khi nào hàn nó mới chạy thôi. Mình trong những cái video tới mình sẽ cố gắng làm cho em một cái sản phẩm để thiết kế cho cái con máy cơ này, chỉ khi nào hàn thì nó mới đóng điện vào. Đó là cái hệ thống cảm biến dòng mình sẽ được gắn vô trong cái hệ thống này, để khi nào mà nó chúng ta chập cái que hàn vào hàn ấy thì cái máy nó mới đóng vô, chứ không phải nó chạy ngâm suốt như này. Làm gì có chuyện mà chúng ta cứ mỗi lần là hàn á là chúng ta lại bật lên, mỗi lần hàn nó bật lên này, hàn quay hàn có một tí mà cái điện nó cứ chạy thế kia là quá tốn điện luôn đúng không em? Quá tốn điện luôn. Suốt ngày bật tắt thế này thì nó quá là mệt luôn rồi. Thế là làm cách nào mà không bình thường không chạy thì nó tắt tự tắt. Rồi, thì cái điều này là cực kỳ quan trọng. Và bây giờ mình sẽ test cho anh em xem là cái chế độ hàn ấy thì là cái tải nó bao nhiêu nhá, cái tải nó bao nhiêu. Và bây giờ cameraman của mình sẽ đo về trong quá trình mình hàn nhá.